Các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc hôm qua đã kêu gọi các nước ngừng hoạt động mua bán công nghệ giám sát trên toàn thế giới, cho đến khi các quy định bảo vệ quyền của con người liên quan tới sản phẩm này ra đời và có hiệu lực. Các chuyên gia về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh việc cho phép bán các công nghệ do thám theo dõi là rất nguy hiểm và vô trách nhiệm, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đề ra quy định chặt chẽ nhằm ngăn chặn, giảm thiểu những tác động tiêu cực của công nghệ giám sát đối với quyền con người. Trước đó, một cuộc điều tra chung do các hãng truyền thông của nhiều nước thực hiện cho thấy một vài chính phủ đã sử dụng phần mềm Pegasus trên điện thoại do công ty tư nhân NSO của Israel phát triển để tiến hành do thám các phóng viên và chính trị gia. Phần mềm này có khả năng chuyển mạch trên một camera hoặc microphone của điện thoại và thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, lãnh đạo NSO khẳng định Pegasus được sử dụng để phòng ngừa tội phạm và chống khủng bố. NSO đã xuất khẩu phần mềm này tới 45 quốc gia.